Anh chị em cứ lên nhà em đùa đây, em nói khẳng định rằng là cái đất này là không ai làm như nhà em đâu, kể cả đội đưa hàng này nó cũng bảo mà đặt xe xe điếu đấy à? Cái này gọi là xe điếu à? Lòng kép được mà lòng xe điếu cũng được à? Nó cũng là nó cháo nữa à? Vâng, không nguyên rồi à, chứ cả con cả còn có cả chàng nữa rồi chàng, đây là thập cẩm thì hồ nghĩa là một đĩa như này là 200. Vâng, 200 cùng kèm theo một đĩa rồi nữa, đây còn cả dôi cả ấy nữa. Vâng. Ủa, ngon nhỉ. Ngon lắm, ngon hành ấy. Này là dôi, dôi nhà em toàn bằng khấu đuôi thôi ạ. Dôi to nhỉ, khấu đuôi anh ơi. Đuôi thì nó không thể bé nhưng mà ngon. Ở đây chắc không ai làm này đâu. Khách mê đấy. Vì cái này ăn nó ngon. Các cái đồ khác thì làm có thể là giống nhau được, nhưng mà cái này thì đặc biệt nhà em bí quyết riêng. Cái này gọi là làm, cái này là một bát cháo hả em? Đây là một bát cháo ạ. 25.000 ạ. 25.000 một bát cháo. Vâng. Rồi là thập cẩm đấy ạ? Thập cẩm đầy đủ luôn. Vâng. Rẻ nhỉ? Vâng ạ. Rẻ ngon anh ạ. Chứ anh cũng quay ở cái chỗ hàng củi ấy. Vâng. Rồi em đánh mạng em lên em thấy mà. À. 25.000 một bát rẻ so với đất ăn còn ngon. Một bát như này, bát cháo như này 25k mọi người. Quá rẻ. Em lại múc tiếp xong rồi anh ấy. À. Được, đặt sang đây đi em ơi. Này để anh ấy đặt. Từ từ để em đặt. Rồi. Mọi người này nhìn cái bát cháo như này đầy to, đầy ư như này mà cũng có 25k thôi này. Quá rẻ luôn mọi người ạ. Có 25k thôi. Được rồi em ơi. Này cho bát đi đi.
Đây bắt đầu 2 năm đâu. Cho một tiếng anh riêng đi rồi cho tổng. Này gọi là lòng xe điếu đấy ạ. Lòng xe điếu anh ạ. Hôm nay nhà em có, thỉnh thoảng mới có thôi, cái này còn đặc sắc mà. Đây thỉnh thoảng mới có đấy ạ. Vâng. Anh biết. Anh chị em cứ lên nhà em, đồ ở đây nó, em nói khẳng định rằng là cái đất này là không ai làm như nhà em đâu, kể cả đội đưa hàng này nó cũng bảo mà bảo không có ai làm mà lấy đồ ngon như nhà em. Đây nhà em bác luôn đặt xe xe điếu đấy ạ. Cái này gọi là xe điếu à? Lòng kép cũng được mà lòng xe điếu cũng được nó cũng là nó. Cái này không có lỗ nhỉ? Vâng. Lần đầu tiên anh được biết đấy. Hàng đặc biệt anh ạ. Này thấy ngon lắm nhỉ? Vâng, rẻ mà ngon. Vâng, cái này là lòng này là em mua vào đã 450 rồi. Ôi ôi, đắt nhỉ? Vâng. Ở đây không ai dám lấy đâu, chỉ có nhà em. Cái này ngang bằng chàng thôi à? Đắt hơn chàng à? Đắt hơn chàng à? Vâng. Đắt hơn chàng. Anh không biết thật đấy, hôm nay mới biết là cái lòng đắt như này. Nhưng mà bán hết thì lên, bán hết. Hàng tươi ngon, ngày nào lấy ngày đấy. Không bao giờ nhà em làm lòng trước cả. Mình nhìn này, cái toàn là những cái đồ ngon này này. Đồ ngon lắm. Vách ngăn này. Cái này vách ngăn phải không? Vâng, nhà em toàn vách ngăn với cả toàn đó chung toàn đồ ngon, không có đồ ấy đâu. Đây là tràng, cái này to như là dạ dày. Đây là dạ dày, còn đây là tràng à. Đây tràng nhà em cũng thế, toàn ngon. Ngon, trắng trẻo ngon. Trắng trẻo ngon. Không có hóa chất, làm thật tâm luôn. Là con bán theo đĩa. Vâng, em bán theo đĩa, tùy theo. Vậy khách ăn ngon thì giá ngon. Vì cái lòng bài em mua cũng đắt rồi ấy. Rõ ràng. Nhưng mà đặc sắc. Đấy. Đấy, không có bên trong rỗng. Anh ăn một đĩa này riêng. Ông ấy bỏ cái ông mà thanh toán hôm nọ. Nhìn nó muốn ăn rồi. Cái lòng này trần nó bao giờ thấy nó trẻ ra nào. Bây giờ bao nhiêu cân em? Chắc tầm độ khoảng 2 cân gạo thì đấy. 2 cân gạo à? Đây cái nồi áp suất này anh ạ. Thế mỗi ngày là em bán bao nhiêu nồi như này? Một cái nồi như này với một nồi to hơn. Một nồi to hơn là nồi nào? Cái nồi này à? Vâng. Nồi to này. Hai nồi luôn. Là khách có nhiều người đến ăn đấy mọi người ạ. Vách ngăn trao à? Vâng ạ. Bây giờ lấy về trao. Đồ này có cả mật ong ở trong đấy. Nó kiểu gì nó vàng phải không? Có mật ong. Thank you.
Đây là vách ngăn trao nhá mọi người nhá, vách ngăn trao. Thì có người thích ăn vách ngăn trao, có người thích ăn vách ngăn luộc mọi người ạ. Tùy hai cách mọi người ạ. Đây lòng này này mọi người này, nhìn lòng này rất là ngon luôn này này, lòng này. Lòng này. Lòng xe điếu này. Trắng đấy, lòng xe điếu đấy. Đây đây. Hôm nay nhà em có thằng đặt nên là khách thì đấy. Lòng xe điếu à. Lòng là lòng xe điếu đây. Lần đầu tiên được biết đến đây mọi người ạ. Lòng rất là ngon. Đây nhà em cho lên. Đây là vách ngăn trao nha mọi người nhá. Giả dày nhìn nó thấy giòn rồi nhỉ? Vâng, anh ra đi giòn. Ăn thử rồi nhé anh em. Nhiều rồi à? Ăn mê ly đi đâu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.